Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã kết thúc một cái tuần đầu tiên của tháng 2 âm lịch và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tử vi tuần mới, Đó, tuần mới. Tuần thứ hai của tháng 2 âm lịch từ ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2. Vậy thì trong cái tháng 2 âm lịch, vận trình của 12 con giáp sẽ ra sao, cát hung thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong 7 ngày tới đây. À, thưa quý vị, trong 7 ngày tới, năm con giáp sẽ gặp thời vượng phát, hốt vàng hốt bạc đầy tay, tiền của bạt ngàn, phú quý thì ngập tràn. Kính thưa quý vị, người xưa có câu, mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. À, quả thật là như vậy, con người dù có tính toán đường đi nước bước cả ngàn lần, nhưng không thế nào tính được cái số mệnh của mình. Xã hội ngoài kia còn rất nhiều người đang khốn khó và vất vả Làm việc quần quật từng ngày để kiếm một cái đồng tiền nuôi gia đình à, Thưa quý vị, Tử Vi Học cũng có nói Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái số mệnh riêng Nhân quả tuần hoàn, thời điểm này có thể là khổ cực Nhưng mà có những cái thời điểm lại hanh thông một cách bất ngờ Ấy là do đức năng của họ chưa đến mà thôi Khi trả hết nợ nần và cái nghiệp quả qua đi ấy thì may mắn và cái cơ hội ắt sẽ tự tìm đến các bạn. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, à, đúng 7 ngày tới có 6 con giáp nhờ ăn ở hiền lương mà được ơn trên ban lộc, làm đâu thì chúng đó tiền bạc như vậy mà cứ ùn ùn kéo đến, cuốn trôi đi cái sự nghèo khổ vất vả cả một đời. Vậy thì cái vận số của những con giáp may mắn này sẽ ra sao? Bản mệnh trong tháng cần phải chú ý những cái điều gì? và đặc biệt làm gì để tiền bạc ùn ùn kéo về nhà đổi đời giàu có ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình của 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày 9 tháng 2 âm lịch đến ngày 15 tháng 2 âm lịch tức là nó sẽ rơi vào ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi tý à, quý vị thân mến nói chung ấy trong cái thời gian này những người tuổi tý thì có hung cát đan xen. À, con giáp này có sự nghiệp vững vàng, nhất là những bạn nữ, nữ tuổi Tý, các bạn luôn là những người nói được làm được, không thích hứa suông ghét định bợ, nên là cũng khá được lòng cấp trên, được khách hàng yêu thương nhiều hơn. À, có lọc thì cứ vô tư mà hưởng. À, đường tiền bạc của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng không được thuận lợi cho lắm, gặp một vài cái hung tinh nó ăn ngữ vậy nên các bạn cần phải cẩn thận kẻo bị lừa tiền bạc một cách trắng trợn nhất là những cái chiêu trò lừa đảo qua mạng hay là qua điện thoại người nào mà muốn vay vốn làm ăn mua nhà mua xe thì cũng gì tránh cái tuần này ra không phải là cái thời điểm tốt dành cho các bạn bên cạnh đó có đường tình cảm mặc dù không có gì đáng lo ngại à nhưng các chuyên gia tử phi cũng khuyên những người tuổi tí bớt tin người hơn bạn bè chơi với nhau thì hết mình hãy trừ lại cho bản thân một cái đường lui Để phòng bạn bè trở mặt À, tuổi này cũng cần phải củng cố lại cái tinh thần bằng những cái chuyến đi xa hoặc là gặp gỡ bạn bè nhiều hơn đó để mang lại cái may mắn cho mình và để gia tăng cái may mắn cho mình thu hút thêm cái vận trình tiền bạc thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tí. Đó. Đó là con giáp đầu tiên. Tiếp theo con giáp thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Sửu. À quý vị thân mến, nói chung vậy trong tuần này thì những người tuổi Sửu cũng không còn phải đau đầu vì cái chuyện là công việc quá nhiều. Các bạn có nhiều thời gian rảnh hơn dành cho bản thân. À trong công việc, thì những người tuổi sửu ấy nên là gì năng động để có được cái thành tích ai mà làm trong những cái lĩnh vực mang tính chất là phải đi lại di chuyển nhiều ấy, thì lại càng gặp may mắn hơn à, con người bạn cứ phải chủ động năng nổ làm ăn xa thì mới được phát tài nhanh được à, bên cạnh đó về vận trình tiền bạc của những người tuổi sửu trong thời gian này thì cũng có những cái tiến triển tích cực tuy nhiên những người tuổi sửu cũng cần phải cẩn thận không cho người khác vay mượn tiền thời điểm này ấy, thì tiền bạc của các bạn cũng khá là vượng hay là gì được người khác cho lọc nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn thận nhá tại vì dễ bị kẻ xấu lừa gạt bản thân những người tuổi sửu là những người tốt tính nhưng lại hay gặp phải mấy kẻ xấu nói chung ấy trong cái tuần này thì có cục diện tương xung vậy nên là khuyến khích các bạn gì hạn chế yêu đương tụ tập bạn bè trong khi cả nhà cần phải là gì chú ý đến người già và trẻ nhỏ hạn chế cái chuyện cãi cọ với hàng xóm láng giềng và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, những người tuổi xỉu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu. Tiếp theo con giáp thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung trong tuần mới những người tuổi dần thì có cát tinh nó chiếu mệnh, vậy nên tiền bạc thì cũng được gia tăng hơn. May mắn là công việc của những người tuổi dần thì vẫn ổn thỏa, không có quá nhiều cái xui xẻo. Nói chung ấy, nam mệnh tuổi dần có thể thay đổi công việc, đi công tác, làm ăn lớn thì đều được. Quý vị cứ mạnh dạn là sẽ được có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Còn nữ tuổi này thì giỏi xoay sở tháo vát nhanh nhẹn, làm ăn thì cũng mạnh giỏi không kém gì nam giới. Nói chung ấy trong cái thời gian này, đặc biệt là vào thời gian giữa tuần thì cơ hội tốt cũng sẽ đến, nó giúp cho những người tuổi dần ý, liên tiếp thành công đem đến nhiều tiền bạc và tài lộc cho các bạn. Tình hình tài chính thì có đôi chút bất ổn vào cái thời điểm cuối tuần, có thể hôm trước có tiền và hôm sau lại gì không còn nữa. Vậy nên quý vị cũng cần phải giữ mình nhé, đừng có tiêu xài hoang phí. À, bên cạnh đó. À, những người tuổi dần cũng được nhiều cắt tinh về đào hoa nó chiếu mệnh, nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi dần trong thời gian này cũng có nhiều cái khởi sắc, à, có sự thăng hoa lên tầm cao mới. À, có người còn tính đến cái chuyện kết hôn. À, các bạn trẻ thì vui tính, lạc quan, năng động trong cái việc ngoại giao, nên dù có độc thân thì vẫn hài lòng với cái thực tại của mình. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để gì tăng cường cái vận nhân duyên thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi dần đó là con giáp thứ ba tiếp theo con giáp thứ tư mà chúng ta xét thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, thưa quý vị một vài hung tinh nó nhập mệnh, nó khiến cho những người tuổi mão khó có thể yên ổn được trong cái tuần này. Nhưng mà không gì là không thể khi mà các bạn tự đứng lên đánh bại lại cái số phận của mình. Trong công việc thì các bạn có thể gặp rắc rối nhưng mà không có gì đáng lo. Trong kinh doanh thì không nên chia sẻ những cái thông tin quan trọng cho bất cứ ai. À, con giáp này cũng đừng có bi quan vì càng bi quan thì càng dễ thất bại. À, vận mệnh thì nằm trong tay các bạn, các bạn đừng có nghe ai xối bậy hết bên cạnh đó trong thời gian này con đường tài lộc cũng không được thịnh vượng nói chung ấy đầu tuần các bạn dễ mất tiền nhưng mà đến cuối tuần thì công việc làm thêm cũng như là gì cái may mắn nó cũng mang lại sẽ giúp cho các bạn gia tăng thêm cái thu nhập nhưng những người tuổi mão vẫn cần phải chú ý nhiều hơn đến các khoản tiền đang tranh chấp khả năng cao tuần này các bạn sẽ ở cái thế bất lợi đấy à, thêm nữa vận trình tình duyên của những người tuổi mão cũng có thể xuất hiện những cái dạng nứt các bạn không còn tự tin khi mà đối mặt với người yêu à, Nhiều người còn có thái độ là hời hợt với những người thân trong gia đình Quá đam mê với những cái thú vui bên ngoài Mà quên đi những cái giá trị đến từ những cái thứ đơn giản trong gia đình Đó. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi mão Thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi mão. Đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo, con giáp thứ năm chúng ta xét trong tuần này, đúng không ạ? Từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 lịch, tức là gì? Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Không ai khác, đó chính là những người tuổi thìn, Nói chung trong tuần này thì những người tuổi thìn phải thận trọng rất nhiều khi mà gặp nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh Nhất là những bạn đang có biến cố về tình cảm Nói chung ấy trong cái thời gian đầu tuần thì công việc tiến triển đa phần là tốt đẹp Nhờ được các tinh nó chiếu mệnh nó trợ giúp Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ về cái tính cách của các bạn Nên là phối hợp rất là ăn ý Ai muốn khai trương xuất hành hoặc là nhảy việc trong thời gian này thì cũng gì cũng khá là thuận lợi hanh thông À, trong tuần này thì có tiền Nhưng mà cũng không nhiều Lại thêm cái họa phá tài đấy Do cái hung tinh nó gây nên Nó luôn trực trừ các bạn sơ hở Ở đời thì không nên tiêu tiền quá phí phạm Kiểu lúc ốm đau bệnh tật Lại không có tiền để mà chạy chữa Phải trông chờ vào tiền của người khác Nói chung ấy trong thời gian này Bên cạnh cái chuyện khó khăn về tiền bạc thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi thìn cũng không được khả quan cho mấy nhưng càng về cuối tuần thì lại càng gì gặp được những cái điều tốt đẹp à, những người tuổi thìn cũng cần phải gì kiềm chế cái bản thân mình trước những cám dỗ tình cảm kéo lại gì xa đọa không tìm được lối ra gia đình cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt làm ảnh hưởng trực tiếp đến con cái và cha mẹ vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc Chọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp thứ năm. Tiếp theo, chúng ta xét đến con giáp thứ sáu trong tuần này. Đó là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, nói chung vậy trong cái tuần mới thì những người tuổi tỵ gặp một vài cái hung tinh nên là hay vướng vào cái chuyện thị phi oan trái nhưng may mắn lại có một vài cái cát tinh nó phù trợ nên là cũng bớt được phần nào cái họa xui xẻo ở à, trong công việc thì thi thoảng các bạn sẽ gặp phải cái chuyện tai bay vạ gió từ đâu nó đưa tới muốn yên ổn làm ăn thì cũng khó còn với những người làm ăn kinh doanh cái hung tinh nó mang theo những cái tin xấu khi mà cái con giáp này không đủ bản lĩnh để mà trèo trống những người tuổi tỵ cũng nên để ý đến cái chuyện giấy tờ công văn kéo lại gì bị mất mát hoặc là bị gian lận. Nhiều cái sự cố bất ngờ nó xảy ra khiến cho con giáp này phải bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ mới có thể giải quyết được. Nhưng rồi các bạn cũng sẽ nhanh chóng kiếm lại được cái khoản tiền đã mất. Nên là quý vị đừng có mà hoảng hốt. Nhiều người sẽ tìm được cái công việc phụ làm thêm để kiếm tiền, không chịu đứng yên một chỗ. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng xuất hiện cái sự tranh cãi, họa từ miệng mà ra tuổi này tính tình còn trẻ con vô tư phổi bò à, nhưng hay gặp những người nhỏ nhen nên là dễ sinh ra những mâu thuẫn à, quý vị hãy thận trọng khi mà giao tiếp với những người khác nhất là với bạn trẻ ấy, mồm miệng đỡ chân tay khôn khéo lên một chút thì sẽ dễ được cái thành công hơn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tỵ và hóa giải những xung sát thị phi trong cuộc sống thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân giúp mang lại may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp thứ sáu. Tiếp theo tuổi thứ bảy chúng ta xét không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch, tức là từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 dương lịch, thì cho thấy những người tuổi ngọ được nhiều cắt tinh nó nâng đỡ thời gian qua các bạn đã rất vất vả đây cũng là lúc mà các bạn được bù đắp một cách xứng đáng về công việc ấy, thì quý vị hãy ưu tiên cải thiện cái phương pháp tăng cái năng suất làm việc của mình lên những người tuổi ngọ là những người mà có cái năng lực lại điềm tĩnh nên là cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ à, kinh doanh buôn bán thì khách vẫn cứ túc tắc đều đặn à, giữa cái thời buổi khó khăn như hiện tại quý vị hãy giữ cái sự lương thiện chính trực thì các bạn sẽ không phải sợ bị mất lộc. À, bên cạnh đó, con đường tiền bạc tài lộc cũng được tốt đẹp lên, những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền và làm giàu hơn do được gì? Cát tinh, tài tinh nó chiếu mệnh. À, trong tuần này chắc chắn các bạn sẽ có lộc ăn uống tiệc tùng hoặc là quả cát đến với những người tuổi ngọ. Quý vị hãy đón nhận cái lộc lá lớn nhỏ bằng cái tinh thần thoải mái nhất các bạn nhé. À, bên cạnh đó, những người tuổi ngọ thì gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp cho các bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể là hạn chế cái tình trạng là tham công tiếc việc để dành thời gian nhiều hơn quan tâm trò chuyện với những người thân trong gia đình, giúp tình cảm giữa các thành viên gì có phần gắn kết và tốt đẹp hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc, tiền bạc của những người tuổi ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp thứ 7. Tiếp theo, con giáp thứ 8 mà chúng ta xét đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, trong cái tuần mới, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch, tức là từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 dương lịch, thì những người tuổi mùi vướng hung tinh, nó án ngữ, nên là phải hết sức cẩn thận trong công việc đi lại leo trèo, bệnh tật, nó tiềm ẩn trong người. Nói chung trong tuần này, thì lại được một vài cắt tinh về gì quan tinh nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi mùi cố lấy lại được cái tinh thần trong công việc, những người tuổi này vốn tính cẩn thận, luôn xem xét kỹ càng trong mọi cái hành động của bản thân à, các bạn trẻ tuổi này luôn để chăm chỉ và có sự cầu tiến à, vậy nên sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên bên cạnh đó phương diện tài lộc tiền bạc nó chỉ vướng vào cuối tuần thôi những người tuổi mùi có thể sẽ có nhiều cái nguồn thu nhập năng nhặt thì chặt bị nhưng mà đồng nghĩa với việc cuối tuần các bạn sẽ gì chẳng thành thơi được mấy và không lúc nào ngơi tay à, bên cạnh đó thì quý vị cũng nên để ý đến cái sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình. Các bạn đừng có xem thường những cái bệnh lặt vặt, coi chừng nó biến thành những cái biến chứng nặng. À, các bạn nên gì đi lại cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với dao kéo hoặc là leo trèo cao, kẻo lại gặp cái họa huyết quan, tổn thương đến cơ thể. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi nhé. À, tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 9 đó là những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, trong cái tuần mới từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 dương lịch tức là ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 dương lịch âm lịch ấy, thì những người tuổi thân cực may mắn nhờ có cái cắt tinh nó nâng đỡ nói chung ấy đây là một cái tuần hứa hẹn nhiều thành công đến với sự nghiệp của những người tuổi thân dưới cái sự che chở của cắt tinh thì những người tuổi thân càng thêm tự tin vào cái con đường mà mình đã chọn những người tuổi thân là những người thông minh nhanh nhẹn à, không bảo thủ nên là đi lên khá là nhanh à, những bạn mà đang chật vật trong cái chuyện là xin việc ý, thì trong tuần này công việc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi gỡ được những nút thắt làm ăn thì gặp nhiều cái xuôn sẻ và thuận lợi. Những người tuổi thân là những người luôn biết nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm cái cơ hội đổi đời. Nhìn lên thì không bằng ai nhưng mà nhìn xuống thì các bạn đang hơn khối người đấy. À, trong tuần này thì các bạn cũng không phải lo về cái chuyện cơm áo gạo tiền, gia đình thì sung túc ngày càng thịnh vượng và thành công hơn. À, tuy nhiên bản mệnh cũng nên cẩn thận, Kẻo gì trao lòng tốt sai chỗ gặp phải kẻ ăn cháo đa bát những người tuổi thân là những người hiền hậu thuận hòa hay giúp đỡ những người xung quanh nhưng mà gì cũng hay bị gì lừa gạt à, gia đạo êm ấm bản mệnh thì hạnh phúc nhìn con cháu hòa thuận luôn quan tâm và chăm lo mình vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 10 là những người tuổi dậu. Quý vị thân mến, uh, trong cái tuần này, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch, thì những người tuổi dậu gặp nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh, nên là quý vị cũng cần phải cẩn thận trong cái vấn đề tiền bạc. Nhưng may mắn là có một vài cái cát tinh nâng đỡ, nên là quý vị gì cũng sẽ được gỡ gạt phần nào. Cái vận trình được quý nhân che chở, dù trong cái tình huống khó khăn, chắc trở nhất thì cũng sớm tìm được cái lối thoát và phá vỡ những cái bế tắc. À, tuy nhiên trong tuần này thì những người tuổi Dậu không nên tham công tiếc việc hay là làm ăn lớn kẻo lại gặp chuyện đồ bé. Quý vị hãy an phận thủ thường rồi may mắn cũng sẽ quay về với những người tuổi Dậu. Bên cạnh đó con đường tiền bạc thì bị hao hụt khá nhiều do nhiều cái hung tinh nó ăn ngữ, nó cảnh báo con giáp này dễ bị mất tiền mất của một cách vô tội vạ. Tốt nhất là những người tuổi Dậu hãy chuẩn bị cái tâm lý cho dù phải đối diện với những cái trắc trở nào thì cũng lấy đó làm cái bài học mà rút đi cái kinh nghiệm. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt đúng không ạ? Nói chung trong cái tuần này thì mưu sự dễ thành, gia đạo thì yên ấm, con cái thì học hành chăm ngoan, giúp các bạn đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quý vị cũng hạn chế dùng đòn roi để dạy con, dùng lời lẽ khó nghe để gây tranh cãi với người nhà, hãy dịu dàng hơn thì cái đời cuộc sống của bạn cũng sẽ được nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tuổi thứ 10 đó là những người tuổi tuất. À, quý vị thân mến, những người tuổi tuất nên cẩn thận với cái hung tinh trong cái tuần này đó. À, nhiều biến cố sẽ xảy ra khiến cho các bạn gặp phải một phen lao đao luận đận à, như quý vị đã biết đấy những người tuổi tuất là những người khá giỏi thao lược Sông sáo nhưng đi làm hay bị tiểu nhân cản đường ngăn lối tuần này thì không tốt cho các bạn làm những cái việc vận tải du lịch hoặc là gì phải đi đường xa dễ có tai nạn bất ngờ nó xảy ra à, sức khỏe của các bạn cũng không tốt nên các bạn cũng gì không thực sự chú tâm đến công việc của mình đâm ra là rất dễ mắc sai lầm bị cấp trên trách phạt nói chung ấy trong tuần này thì những người tuổi tuất nói chung trong tuần này thì quý vị cũng cần phải có cách chi tiêu hợp lý không nên thích gì thì muốn lấy tiêu xài quá mức hoang phí mà không quan tâm đến cái đồng lương của mình các bạn không nên vung tiền để được bằng người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho cái tương lai nói chung ấy tuần trong cái tuần này từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch ý, thì những người tuổi tuất khá là nóng tính, dễ bực dọc, dễ nổi cáu với những người xung quanh. À, các bạn khá là chứng mắt với một số người dẻo miệng, nói được nhưng mà không làm được. À, thêm lưu ý nữa là trong tuần này thì cũng cần phải cẩn thận kẻo trong họ có người ốm đau nặng. đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và tránh những cái hung họa thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất. Đó là con giáp thứ 11. À, và cuối cùng chúng ta cùng xét đến những người tuổi hợi con giáp thứ 12. À, thưa quý vị, Nói chung ấy, trong cái tuần mới từ ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 lịch, tức là từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 dương lịch. Thì những người tuổi hợi gặp nhiều cái hung tinh khiến cho những người tuổi hợi không được xuân sẻ trong cái vận trình của mình. Các bạn dần dần nản lòng vì những cái chuyện đã xảy ra gần đây. À, có nhiều cái khó khăn nó cản trở khiến cho bản mệnh không thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra, cũng dễ bị kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối. À, trong thời gian này thì quý vị hãy bình tĩnh, rút kinh nghiệm từ những cái bài học trong trong quá khứ, à, phục thủ vào trong tuần sau để làm lại bản thân. Trời sẽ không phụ lòng người có trí có lòng. Thời điểm này làm ăn thì khó khăn, các bạn nên nhớ tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đấy. Công việc của những người tuổi Hợi nói chung ấy, đặc biệt là những người làm công ăn lương cũng khó được xuân sẻ như mong muốn. À, tuần này mà tiêu pha hoang phí thì đến lúc ốm đau bệnh tật không có tiền để mà chữa trị vậy nên quý vị hãy cứ dè xén một chút nhé à, không những là cái chuyện công danh sự nghiệp nó bị gặp nhiều khó khăn mà trong chuyện tình cảm ấy, thì những người đã lập gia đình cũng sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn tuy nhiên may mắn là bên cạnh các bạn vẫn có những bạn bè con cái để mà an ủi à, nhiều người sẽ cảm thấy cái tia sáng trong chuyện tình yêu sau cái thời gian dài chiến tranh lạnh vậy nên để bảo vệ hạnh phúc gia đình và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp thứ 12. À, thưa quý vị. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình của 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày 18 tháng 3 dương lịch đến ngày 20 tháng 3 dương lịch tức là nó sẽ rơi vào ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.